Form cuối cùng để kết thúc series này tất nhiên là Crosshead Bill, có thể coi là sức mạnh toàn diện nhất khi kết hợp từ hai sức mạnh khủng khiếp nhất của Bill, Genius Form cũng như Dragon and Rabbit Gold Silver. Với sức mạnh từ công chúa mặt trăng, chúng hợp lại với nhau và tạo thành chiếc bottle được tái chế từ hình dạng sparkling. Crosshead Bill không phải là một người điều khiển một cơ thể với sức mạnh của cả hai. Hai người hợp lại, hai ý chí ngoài lại là một, nghe cực kỳ giống một rider bí ẩn nào đó xuất hiện mở đầu thời đại Neo hay Say. Tạo hình của form này cũng dựa trên hai hình dạng là Rabbit and Rabbit. Do mình nghĩ hình dạng Rabbit cơ bản thì khá là bình thường nên phải kết hợp từ form Rabbit and Rabbit. Phần Crosshead do cũng là một form độ lại từ build cơ bản nên anh ta vẫn giữ nguyên họa tiết và không có nhiều thay đổi. Điểm đặc sắc nhất là phần vạt áo ở phần chân được điểm tô bằng hai màu xanh và đỏ, và tất cả những viền cơ thể sẽ tượng trưng cho gold vàng kim ở phần thân của Rabbit và phần lửa bạc bên phần Dragon. Đôi mắt quanh cũng sẽ được điểm tô bằng hai màu vàng và bạc, thể hiện rõ sức mạnh của những chiếc bottle đại diện cho nó. Chiếc thai gì bình thường sẽ là màu xanh từ Dragon cũng như phần màu đỏ của Rabbit. Kết hợp mặc dù nhìn hơi hỗn tạp nhưng vẫn giữ được đặc trưng của cả hai rider và hòa trộn một cách vô cùng hoàn hảo. Về sức mạnh thì form này chẳng còn gì để bàn cãi. Kamen Rider Blood, kẻ phản diện chính trong phần movie Be The One. Nếu Evolt muốn tạo ra tòa tháp hướng tới bầu trời thì hắn Sa sẽ tạo ra lỗi hạt nhân để phá hủy hoàn toàn trái đất từ bên trong. Sức mạnh kinh khủng của hắn đã được thể hiện trong toàn bộ tập phim, và hình dạng Crosshead Bill là tất cả sức mạnh mạnh nhất của Bill lại mà cũng chỉ có thể đánh ngang tài năng sức với hắn, cũng thể hiện rõ trận chiến này kinh khủng tới mức nào. Vẫn giữ nguyên những khả năng từ sức mạnh của rồng của Crosshead cũng như khả năng bật nhảy và gia tốc Rabbit and Rabbit được nâng cấp. Điều hạn chế lớn nhất của hình dạng tối thượng này có lẽ là đến từ tâm trí của cả hai người vẫn chưa thống nhất, vì một người chiến đấu bằng lý trí còn một người chiến đấu bằng bản năng. Nhưng họ đã chiến đấu cùng nhau rất lâu và màn phối hợp chấp vá vẫn có thể giúp Bill đánh bại được Color Blood. Một vài khả năng tạo ra và điều khiển hai sinh vật là một con rồng để tấn công đối mặt với con rắn được tạo ra từ Color Blood. Một số phân cảnh anh có khả năng bay lượn. Final Tech triệu hồi đến một con thỏ vàng được mạ lại từ Rabbit and Rabbit, dùng lực đẩy của nó đá văng lên trời và dùng hơi thở của rồng để thổi nguồn năng lượng khổng lồ đá văng Color Blood lên thẳng mặt đất, phá hủy hoàn toàn kế hoạch của hắn. Sau đó anh mới thực hiện đòn finish của mình mang tên Hòa Bình Tình Yêu Finish. Thay vì một biểu đồ vật lý được kết hợp từ hai biểu đồ lại với nhau, nó là hai biểu đồ nhưng đang xen với nhau, nhìn rất giống cách mà Bill tạo ra hai hình dạng khi hai nguyên tố đang xen với nhau và nó tạo ra một chuỗi đường ray quấn quanh người của Blood. Sau đó anh dùng sức mạnh khổng lồ của The Crosshead Bill đã vỡ cả đường ray cũng như là tên Blood xấu số, kết liễu hắn và chiến thắng trận chiến đầy vẻ vang. Sau cuộc chiến, form này quá ao trình nên đã tách rời ra thành chi nhật Bottle cũng như là Rabbit and Dragon Silver and Gold. Như form trước thì đây cũng là màn thể hiện duy nhất của form hủy diệt như thế này.